Thưa quý vị, liên quan đến tâm thư của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tân Hoàng Minh về việc chấm dứt hợp đồng mua bán tài sản đấu giá khu đất 3-12 tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, trao đổi với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được tâm thư này. Tuy nhiên, đây không phải là một văn bản chính thức nên sẽ không xử lý. Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan cho biết chỉ xử lý vụ việc chấm dứt hợp đồng mua tài sản đấu giá đất Thủ Thiêm khi doanh nghiệp chúng đấu giá có văn bản chính thức đề nghị. Theo quy định, sau khi ký hợp đồng mua tài sản đấu giá, các bước thực hiện hợp đồng tiếp theo được xử lý như một hợp đồng dân sự. Nếu một bên muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc muốn thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thì phải có văn bản chính thức gửi cho bên kia để khẳng định ý chí không tiếp tục thực hiện hợp đồng và chịu các hậu quả như đã thỏa thuận. Như vậy, nếu công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt muốn chấm dứt hợp đồng mua tài sản chúng đấu giá là quyền sử dụng lô đất 3-12 đã ký với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Trung tâm Đấu giá Tài sản vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 vừa qua, thì doanh nghiệp này phải có văn bản gửi đến các đơn vị thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng. Quyền, nghĩa vụ của các bên việc xử lý tiền đặt cọc và các vấn đề liên quan sẽ được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng và pháp luật dân sự. Nếu như công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt không có văn bản chính thức gửi đến các đơn vị liên quan thì hợp đồng mua bán tài sản đấu giá vẫn được xử lý theo quy định hiện hành. Thưa quý vị, sáng nay ngày 14 tháng 1 tại Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Chí Thành, 39 tuổi, thường trú tại tỉnh Bình Thuận 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Tại phiên xét xử, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thủ Đức xác định hành vi của bị cáo Lê Chí Thành đã xâm phạm đến việc thực hiện nhiệm vụ của những người thi hành công vụ, xâm phạm đến hoạt động của nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực thi hành nhiệm vụ công. Tại phiên xử, bị cáo Thành không thừa nhận hành vi phạm tội mà cho rằng mình đang thực hiện quyền giám sát của công dân. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã bác ý kiến của bị cáo Thành. Hội đồng xét xử cho rằng việc giám sát phải đảm bảo nguyên tắc trong khuôn khổ pháp luật. Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Thành 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, ngày 20 tháng 3 năm 2021, bị cáo Thành lái ô tô vi phạm giao thông nên bị tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc dừng xe kiểm tra. Lúc này Thành không xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan. Lực lượng chức năng đã lập biên bản với các lỗi không chấp hành hiệu lệnh, không xuất trình giấy tờ tùy thân khi được yêu cầu, không có giấy đăng ký xe nên quyết định tạm giữ ô tô. Thành không đồng ý, đã cản trở lực lượng chức năng cẩu xe về nơi xử lý vi phạm. Thành lấy điện thoại livestream phản đối các yêu cầu của lực lượng chức năng và kêu gọi người đi đường tụ tập gây mất an ninh trật tự. Thưa quý vị, bản tin dịch COVID-19 ngày 14 tháng 1 của Bộ Y tế cho biết, ngày hôm nay ghi nhận 16.040 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố, trong đó có 14 ca nhập cảnh và 16.026 ca là ghi nhận trong nước, giảm 674 ca so với ngày hôm qua tại 62 tỉnh, thành phố. Thủ đô Hà Nội đã lần đầu tiên vượt mốc 3.000 ca mắc mới trong ngày, ghi nhận tổng cộng 3.029 ca mắc. Xếp sau là Đà Nẵng, Bình Định đều hơn 700 ca. Trước đó, kết luận hội nghị giao ban trực tuyến giữa Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội với Ban chỉ đạo quận huyện về công tác phòng chống dịch vừa diễn ra trên địa bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần theo đúng chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Trử Xuân Dũng khẳng định ý thức của người dân là rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh, có giải pháp cụ thể triển khai thực hiện hiệu quả nhất từng nội dung trong công thức 5K cộng vaccine, thuốc điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân. Bình Dương là một trong số những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 trong năm 2021. Tuy nhiên, ngay sau khi kiểm soát được dịch bệnh, tỉnh này đã nhanh chóng phục hồi sản xuất, tăng trưởng kinh tế cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm trong tỉnh GDP của Bình Dương trong năm 2021 cao nhất trong tứ giác kinh tế phía Nam với mức tăng là 2,62%. Đây là thông tin được công bố tại họp báo về tình hình kinh tế xã hội năm 2021 được tổ chức vào sáng nay. Tại buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, năm qua dù chịu ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19, nhưng địa phương này vẫn đạt mức tăng trưởng tích cực. Toàn tỉnh có 21 trên 32 chi tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trong tỉnh GDP đạt hơn 408.800 tỷ đồng, tăng 2,62% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức tăng trưởng tích cực nhất trong tứ giác kinh tế phía Nam. Thu ngân sách nhà nước hơn 66.700 tỷ đồng, đạt 114% dự toán. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 2,7 tỷ đô la Mỹ, vượt 48% so với kế hoạch năm. Đây là nỗ lực rất lớn của chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Bình Dương.
Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh Bình Dương sẽ chi hơn 229 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người dân, tăng 7% so với năm ngoái. Theo đó, mức chi cao nhất là 5 triệu đồng một người và thấp nhất là 500.000 đồng một người. Riêng đối với người phục vụ trong các khu điều trị COVID-19 tập trung và khu cách ly tập trung sẽ được hỗ trợ tăng so với năm 2021, cụ thể tăng từ 1 triệu đồng một người lên mức chi 2 triệu đồng một người. Hiện toàn tỉnh đã có hơn 2.100 doanh nghiệp đăng ký mức thưởng Tết năm nay với mức thưởng bình quân là 7,79 triệu đồng một người, cao hơn năm 2022. Liên quan đến việc thành phố Thuận An có văn bản đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ 500 triệu đồng đón Tết, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết tỉnh sẽ kiểm điểm và xử lý nghiêm, không để xảy ra vụ việc tương tự. Đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ bị nhấn chìm, đồng bằng sông Cửu Long sẽ biến mất, nguy cơ xóa sổ đồng bằng sông Cửu Long. Đó là những thông điệp được các chuyên gia môi trường, chuyên gia biến đổi khí hậu trong và ngoài nước nhắc đi nhắc lại trong những tọa đàm bàn về tương lai của vùng châu thổ vốn rất trù phú này. Tuy nhiên thực tế đang diễn ra thậm chí còn khắc nghiệt với tốc độ nhanh chóng hơn những cảnh báo của các chuyên gia. Cũng như hàng trăm hộ trồng lúa trong vùng, nhiều vụ lúa gần đây, ông Trần Chí Tâm đều thất thu. Theo ông Tâm, trước đây ông thu về hơn 30 dạ lúa trên một công, thì năm nay dù đầu tư gần 20 triệu đồng chi phí làm đất, xuống giống, nhưng khi thu hoạch không được như kỳ vọng. Năm nay là xả xuống là đi nước mặn được rồi là nó chết là không lên luôn, hột nào luôn á, vừa xả xuống là nó thúi luôn à, không có rễ nổi. Không chỉ đối diện với tình trạng hạn mặn, Cà Mau còn đang đứng trước nguy cơ sụt lún nghiêm trọng. Các thông số địa chắc cho thấy phần lớn tỉnh Cà Mau có thể đã lún từ 30 đến 80cm, tốc độ lún nằm trong khoảng từ 2 đến 3cm trên năm. Với tốc độ này, trong vài thập kỷ tới, Cà Mau sẽ chìm trong nước biển. Sụt lún, xâm nhập mặn là vấn đề của không riêng tỉnh Cà Mau. Các cái sụt lún ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay ấy, thì có 4 cái nguyên nhân chính. Thứ nhất là do bơm hút nước ngầm, thứ hai là do cái cố kết tự nhiên, thứ ba là do cái đói trầm tích do các cái đập thủy điện, cái phần thượng nguồn, và thứ tư là do cái phát triển kinh tế có thể là tăng cái tải trọng tĩnh của các cái đô thị. Đấy thì cả bốn cái nguyên nhân đấy thì hiện nay là chúng tôi cũng, các nhà khoa học thì cũng đang có các cái nghiên cứu để trả lời cái câu hỏi là cái nguyên nhân nào là nguyên nhân chủ yếu để có những cái giải pháp, đưa ra những cái giải pháp hợp lý nhằm giảm thiểu các cái tác động của cái sụt lún ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong dự án nghiên cứu Rise and Fall do chuyên gia của Đại học Cần Thơ và Đại học Utrecht của Hà Lan đã công bố, đến năm 2100 nếu mực nước biển dâng lên 1 mét và không có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu thì có khoảng 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập sâu trong nước. Tình trạng này được cho là hệ quả tổng hợp của nhiều nguyên nhân, trong đó mấu chốt nằm ở việc khai thác nước ngầm quá mức và biến đổi khí hậu. Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long thì có hai cách chúng ta có thể đối xử với khu vực này. Thứ nhất là coi nó là một cái khu vực sản xuất, tạo ra những cái nguồn lợi tài nguyên mà chúng ta khai thác được, như là nước ngầm, như là cát, như là các tài nguyên khác. Hai là coi nó như một thực thể sống, và đấy là một cái khu vực mang lại cái nguồn sống, mang lại cho sức khỏe, mang lại tất cả những cây trái và các sản vật của địa phương cho chúng ta. Nếu như với cái nhìn thứ hai, chúng ta sẽ cần phải quan tâm chăm sóc đúng vùng đồng bằng sông Cửu Long, không chỉ dựa trên mối quan hệ là chỉ nhận, tức là chỉ khai thác nguồn lợi từ đó, mà còn phải quan tâm chăm sóc nó, coi nó là một thực thể sống và giữ duy trì sự phát triển bền vững của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long được đánh giá là một trong 3 đồng bằng của thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Nhiều chuyên gia cho rằng để vùng đồng bằng sông Cửu Long tồn tại, phát triển an toàn và bền vững trong tương lai cần có những hành động khẩn cấp, nhưng trên cơ sở định hướng, tầm nhìn dài hạn, tiếp cận đa ngành, tiếp cận vùng, liên vùng và quốc gia. Trong tuần vừa qua, thị trường chứng khoán đã biến động khá mạnh. Dù chỉ số chung của thị trường chỉ giảm khoảng 20 điểm so với tuần trước, nhưng rất nhiều mã chứng khoán penny sau một thời gian tăng nóng đã giảm giá mạnh, thậm chí là có mã giảm tới 63% so với tuần trước. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, VN Index dừng ở mức 1.496,02 điểm, giảm khoảng 20 điểm so với cuối tuần trước.
thanh khoản có dấu hiệu suy giảm khi giá trị giao dịch trung bình chỉ đạt 23.000 tỷ đồng một phiên. Vụ việc ông Trịnh Văn Quyết bán trái phép cổ phiếu và Tân Hoàng Minh bỏ cọc đấu giá đất Thủ Thiêm đã gây ảnh hưởng xấu đến thị trường, khiến nhóm cổ phiếu liên quan FLC và bất động sản giảm giá mạnh, từ đó kéo theo hàng loạt cổ phiếu nhỏ và vừa giảm theo. Theo thống kê, 5 mã giảm giá mạnh nhất tuần qua là IHK, NGC, ART, VHH, TLI với mức giảm từ 31% đến 63%. Còn 5 mã tăng giá mạnh nhất là NAU, VLA, CCT, USC, ECI với mức tăng cao nhất lên tới 68,18%. Sau vụ việc ông Trịnh Văn Quyết bán trái phép 74,8 triệu cổ phiếu FLC, nhóm cổ phiếu liên quan đến FLC cũng đã giảm sàn đều phiên. Trong đó giảm mạnh nhất là công ty cổ phần chứng khoán BOS mã ART với mức giảm tới 38% giá trị. Nhóm cổ phiếu FLC sẽ lại lau sàn trong tuần tới là điều rất nhiều nhà đầu tư đã dự báo. Nhưng giảm đến đâu và giảm như thế nào? Liệu có về mức giá thu cốc trà đá 3.200 đồng một cổ phiếu hay không? Là điều mà rất nhiều nhà đầu tư đang quan tâm vào lúc này. Đây là câu hỏi được nhiều nhà đầu tư quan tâm, phỏng đoán nhất. Đâu là đáy của FLC vậy? Tầm về dưới 10 rồi. 4 ca nhé anh em. 2 ca sợ vẫn cao. Tham khảo FTM từ 24 về dưới 1 ca. Quả thật, trên thị trường, niềm tin của nhà đầu tư vào cổ phiếu liên quan ông Trịnh Văn Quyết đã mất. Họ sẵn sàng tẩy chay luôn Bamboo Airlines, chuẩn bị lên sàn. Đúng là chọn mua cổ phiếu thì phải xem lại chủ doanh nghiệp như thế nào. Tôi sẽ bán sạch FLC dù có lỗ nặng đến như thế nào chăng nữa. Và Quyết sẽ không bao giờ mua cổ phiếu liên quan đến ông Quyết hay FLC nữa. Và ngay trong phiên giao dịch cuối tuần này, nhóm cổ phiếu FLC tiếp tục bị bán tháo, dư bán giá sàn tới 230 triệu cổ phiếu mà chẳng có ai mua. Thanh khoản eo uột khi chỉ có vài trăm nghìn cổ phiếu được giao dịch. Mất niềm tin đối với lại nhóm cổ phiếu này thì chúng ta thấy là cũng không dễ để có thể xác định được rằng là cái diễn biến tiếp theo nó như thế nào. Trừ khi là về phía FLC có những cái động thái để cải thiện cái niềm tin nói chung của thị trường, ví dụ như là mua lại cổ phiếu hay là có những cái động thái giải thích hoặc là có những cái động thái mà cải thiện lại cái niềm tin nói chung của thị trường đối với nhóm cổ phiếu này. Nhiều công ty chứng khoán cũng thông báo về cái việc là cắt giảm margin tại cái nhóm cổ phiếu FLC. Chính điều này nó làm cho hầu hết các cổ phiếu thuộc nhóm này là giảm sàn. Và chúng tôi nhận thấy rằng là có một cái điều rất đáng quan ngại ở trong hai phiên giao dịch cuối tuần này, đó chính là việc là các cái nhóm cổ phiếu thuộc tập đoàn FLC giảm sàn nhưng không có thanh khoản nhiều, lượng dư bán giá sàn lớn và mất thanh khoản vì không có người mua thì có thể là một cái điều rất đáng quan ngại đối với nhóm cổ phiếu này, bởi vì chính điều yếu tố này nó sẽ có thể làm cho cái nhóm này còn giảm nhiều nữa chứ không chỉ dừng lại ở đây. Đâu là đáy của nhóm cổ phiếu FLC trong giai đoạn này thì chưa biết. Nhưng chúng ta có thể tham khảo lại giai đoạn 2017 khi ông Trịnh Văn Quyết cùng doanh nghiệp của mình đã từng bán trái phép cổ phiếu. Khi đó, ROS đã liên tục tăng nóng, đạt đỉnh 214.000 đồng một cổ phiếu, tăng gấp 21 lần so với khi mới niêm yết. Nhưng sau vụ việc bán trái phép cổ phiếu, ROS đã lao dốc không phanh về mức 3.200 đồng một cổ phiếu, khiến nhiều nhà đầu tư trắng tay.